Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì cây thông Noel đã trở thành một trong những biểu tượng không thể thiếu của giáng sinh, và đó cũng là dấu hiệu để chào đón ngày lễ lớn cuối năm và cũng như là trong năm để chuẩn bị cho một năm mới sắp đến, không chỉ ở các nước phương Tây mà nhiều nơi ở trên toàn thế giới. Vâng và không chỉ còn là cây lá kim với màu xanh truyền thống, giờ đây, cây thông cũng được khoác lên mình nhiều tông màu khác mang dáng vẻ hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có. Theo đó, người ta cho rằng cây thông Noel thể hiện tình yêu thương vô bờ mà Thiên Chúa dành cho loài người. Trong đó, các nhánh cây hướng lên trời là một cây thánh tượng trưng cho sự quyền uy của Thiên Chúa. Màu xanh của lá cây đại diện cho sự kết thúc một năm đủ đầy và chào đón một năm mới tràn đầy hy vọng, tràn đầy năng lượng. Cây thông Noel cũng là biểu tượng cho sự sống vĩnh hằng bền bỉ, luôn biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Mỗi khi đến tháng 12, người dân ở nhiều nơi trên toàn thế giới lại mang về nhà một cây thông, trang trí trên cây với đèn, đồ trang sức lấp lánh và những sợi dây kim tuyến. Thậm chí nhiều gia đình có truyền thống treo một món đồ độc đáo mỗi năm. Những món đồ này đều mang ý nghĩa đặc biệt riêng, mang lại cảm xúc ấm áp và tràn đầy yêu thương để khép lại một năm đã qua.